Chạy. Chạy, chạy, chạy. Chạy, 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 chạy. Này, chạy này. Bắn là nó phải như vậy. Ước gì anh chào em, hello Cẩm Lan sụp nhá. À, chào em. Hello em. Người ta tên thế thì mình chào thế thôi. Quá chuẩn luôn. Cái gì? Giải 100 triệu một tháng. Giải là 100 triệu một tháng đâu. Làm gì có giải là 100 triệu một tháng. Vớ vẩn. Skin MVP là gì vậy anh á? Skin MVP là không biết. Rừng cứ để tôi no bạn ơi. À, phải cấm cái con này mới được. Khó chịu cực kỳ. Rừng cứ để tôi lo. Tại sao chúng nó không cho mình đến rừng nhỉ? Cái gì? Mày có phải ADC đâu mà đi rừng. Trời ơi, thế thì bạn nhầm rồi. Quá nhầm. Quá sai. Mình là mình lại đi xin nè. Sao bạn lại nói mình như vậy? ADC đi rừng. Anh chơi đơn à? Đúng rồi em ơi, anh chơi đơn này. Qua chơi với anh đâu. Buồn lắm. Chúng nó chơi với anh đâu mà cảm thấy bị kỳ thị. Ôi, ngồi đau mông quá. Ôi chết rồi, quên chỉnh đồ rồi. Chỉnh đồ. Fan Pimen à, ok bạn. Mình fan ADC nha bạn ơi. Hello anh em nhé, chúc anh em xem livestream vui vẻ. Anh em hãy giải giúp mình một lượt follow và một lượt chia sẻ nhé. Yêu anh em. Lên anh em. Giết chúng nó. Giết chúng nó, giết hết, giết hết. Không được bỏ sót thằng nào hết. Giết nhầm hơn bỏ sót. Giết nhầm hơn bỏ sót. Thôi về đây anh em ơi, không ổn, không ổn. Ai vừa tinh rồi, vừa nghe thấy tinh mà. Bạn nào vừa tinh cho mình đi. Từ từ nhá. Để mình farm lốt đã, căng thẳng quá. Bạn nào vừa tặng quà với mình cảm ơn nhá, cảm ơn bạn. Quên. Vừa đang chơi mình chả kịp nhìn gì cả. Để tí nữa mình sẽ nhìn lại. Ôi trời ơi, nó bốc ra cho thằng Flo chạy luôn ạ. À. Người gì đâu mà tốt bụng vậy. Bạn phải đáng yêu thật. Anh em để ý nhìn dưới chân thằng rừng đó nhá, chiếc mắt nhìn dưới chân thằng rừng đó. Đang có bùa xanh, chứng tỏ bùa nó không có bùa xanh. Rừng nó không có bùa xanh.
em nhớ để ý check map thường xuyên. Đấy, chứng tỏ blue nó mất này, chứng tỏ mấy giây nữa là blue nó ra này. Bây giờ mình biết thông tin của con blue của nó cho nên là mình sẽ cảm ơn Nguyễn Ngọc rất cảm ơn bạn là mình sẽ chuẩn bị vào blue nó ké. Đấy, blue ra này. Giết nó. Chạy làm cái gì, không chạy được đâu. Ủa, chạy luôn. Hay nhỉ. Mà không sao, mình gánh được, không phải lo. Con AD này về lết rất là mạnh. Giờ nó hơi phế một tí thôi nhưng mà mình có thể farm hoàn cho nó được. Thấy con AD nào mà cần thời gian để khỏe tốt nhất là anh em nên tránh đánh nhau nhá. Tại vì mấy con này đầu game đánh nhau nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Cố kéo lết, cố kéo đến tầm giữa game ấy, chỉ cần farm thôi. Đừng làm gì cả, đừng có kiểu đi đánh nhau, đi kiếm chúng nó để đánh nhau à. Tốt nhất là anh em đừng làm thế. Như con Slim chẳng hạn, con này chẳng hạn, những con nào mà cần lớn để bắn á, tức là anh em đừng ép combat, cứ farm thôi. Đi đến late, đến tầm giữa game có đồ tự khắc mình khỏe. Blue sắp ra, blue sắp ra, blue. Em để nhớ bùa tham bùa nó nhé. Thì mình cướp xong rồi mình nhớ tham bùa nó, lúc nào mình cũng chủ động hơn nó. Mình cướp bùa nó sẽ không thể ngờ trước được. Mà ăn đi, không sao, khó rồi. Anh ơi, thôi anh ơi. Em mà không có con này em phế vật luôn đấy anh ơi. Trời ơi, mình không có con này mình phế vật thật sự luôn. Không có con bùa đỏ mình phế vật thật sự luôn. Trời ơi, sao tranh của mình ạ. Chào em đi anh nhá. Cảm ơn Hiệp nhá, cảm ơn em. Mặt của em mặt của gào. Của anh á, của anh á, em biết đâu anh, em anh Phương chẳng có gì. Anh ơi đi, anh ăn của em ấy, ăn cơm ấy. Không ai nếp trụ thì mất bay hai trụ thôi. Hello anh em nhé, chúc anh em xem livestream vui vẻ. Con AD này bắn sướng thật, công nhận. Ô, đẩy luôn à?
đẩy luôn tôi à? Đồng chí đẩy đối tượng. Đồng chí này còn định làm gì nữa? Đồng chí định làm gì đồng chí? Hả? À, đồng chí? Đồng chí này nữa. Thôi bỏ qua, để chủ thôi. À, tanh trụ luôn à? Biết chơi đấy. Được. Có tố chất. Ui, chưa mất liềm anh em ơi. Chưa mất liềm. Rồi, đi về. Đi về. Thôi, ở lại thì chịu nhá. Không cứu được nữa. Đi sang cướp hết rừng của nó nha anh em. Không có nào luôn. Khỏe lắm rồi anh em ạ. Mình khỏe lắm rồi đấy. Đấy bây giờ mình bắn ai cũng được cái này. Đấy. Sau một hồi farm lan các thứ, cuối cùng mình khỏe. Bắn hết. Tuyên bố bắn hết trận này luôn. Tuyên bố bắn hết luôn. Bắn không ngán thằng nào luôn. Bắn hết. Còn thằng này nữa, chạy nhanh. Ồ, chết rồi đấy. Bắn hết. Bắn hết. Điều thuyền đâu, điều thuyền đâu. Bỏ mặt ra. Chạy. Chạy này. Bắn là nó phải như vậy. Thể của Nade mới ra mạnh thế. Trời ơi, mạnh cái này thì sao mà chơi.